different and that it needed to be rectified. Phát ngôn viên của tòa bà đốc vừa gửi đến những lời tuyên bố đừng có lợi dụng cái quyền tự do biểu tình bởi hiến pháp để đập phá, cướp giật, hôi của. Cho nên những cái thế lực nào lợi dụng những điều này cho là cái quyền của họ là sẽ bị trừng phạt. Và cô đang lặp lại bài của diễn văn của nhà lãnh đạo công quyền công lý da đen Martin Luther King Jr. Đó là sự biểu tình và đó là những cái gương mà nền tảng của Hoa Kỳ. Và chúng ta nên ghi nhận là cái chết của George Floyd là một cái chết bất công. David Dorn yesterday, who was shot and killed by looters in St. Louis. Và chúng ta cũng ghi nhận là cái chết của cảnh sát về hưu David Dorn ở St. Louis ngày hôm qua 77 tuổi đã bị bắn chết trong cái nhóm biểu tình bạo động. We are all Americans. We must come together. Người Mỹ cần phải đoàn kết và phải có luật pháp, kỷ luật. Tôi muốn hỏi về vấn đề Bộ trưởng Quốc phòng sáng hôm nay, những gì ông đã nói. Ông Bộ trưởng Quốc phòng có nói quan điểm của ông với lại Tổng thống Trump trước đây về cái vấn đề sử dụng quân sự hay không? Tôi không biết có hay không và tôi cũng không muốn nói về những cuộc đàm thoại riêng tư của tòa bà đốc. Hiện giờ ông vẫn là Bộ trưởng Quốc phòng và chưa có một cái cuộc quyết định hoặc đối thoại nào với lại bên Tổng thống cả. A police oversight board if he is elected. Is President Trump considering anything comparable or any other specific legislative and policy reforms to address racial disparities in policing? Tổng thống có những cái kế hoạch gì để mà cho cụ thể để giải quyết vấn đề rạn nứt ở trong cảnh sát giữa da trắng và đen hay không? Most police officers in this country are good, hardworking people. Phần lớn của những người cảnh sát ở Hoa Kỳ là những người là tốt. Dĩ nhiên là chúng ta phải ghi nhận là có những sự bạo động, bạo hành thì chúng ta cần giải quyết. Và có đưa ra dự định là đưa kế hoạch cho một cái đội mà kiểm soát những cái hành động bạo hành, bạo động cảnh sát. Chúng tôi đang nói về kế hoạch đó. If the White House president and his team had to do it all over again, would you have gassed and pummeled protesters to clear? Nếu mà cần phải làm lại thì tòa bà đốc có bắn hơi cay ở trong người biểu tình để giải tán họ để tổng thống có cơ hội chụp hình hay không? Tôi muốn khẳng định là nó không có vụ bắn hơi cay. She was gassed. Others say they were tear gassed in that area. Những hình ảnh này ghi lại là chúng ta đã thấy là có hơi cay. Để tôi giải thích lại những gì đã xảy ra. These protests that were going on in the morning, AG Barr had determined that we needed to expand the perimeter by one block on each side. Buổi sáng thì chúng ta thấy là ở bên Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Barr cũng đã nói là chúng ta cần nới rộng cái chu vi để bảo vệ tòa bà đốc. Và buổi sáng đã có cái mục tiêu đó. Và buổi sáng nói thì buổi trưa là chúng tôi muốn đưa ra cái quyết định để nới rộng cái chu vi để bảo vệ tòa bà đốc với những người biểu tình. Increasingly unruly, there were projectiles being thrown at officers. Và những người biểu tình này là họ ném vật vào trong cảnh sát. And the officers had no other choice than in that moment to act and make sure. Và cảnh sát lúc đó không có lựa chọn nào là họ phải phản kháng. Church was burning in that very area.
the night before. Và cũng có một nhà thờ đã bị đốt trong cái khu vực đó trong cái đêm trước. It was burning the night before, which enforced the decision to move the perimeter on each side. Nhà thờ cháy cái đêm trước cho nên thành ra mới có quyết định là nới rộng cái chu vi của tòa để bảo vệ tòa Bạch Ốc. Absolutely uncalled for to throw water bottles that are frozen at police officers. Không có chấp nhận được khi mà những người biểu tình ném đồ vào cảnh sát, dù cho là những chai nước. Many of them did not hear those warnings and were simply just pushed out of the way, just forced out, pummeled out of the way. Nhiều người biểu tình nói là họ đã bị cảnh sát đàn áp đẩy qua một bên để mà dọn đường cho tổng thống xuất hiện. Cô nói gì với những công dân Hoa Kỳ, họ nhìn vào đó mà hiện giờ họ đang bức xúc, bất động? The military was not. There is a distinction, and I would say that it is uncalled for to throw bricks at officers. Uncalled for. Và tôi nói là không có được. Theo tôi là nó không chấp nhận khi mà ném đồ vào trong cảnh sát, ném đá, ném nước cho bất cứ cái gì. And metal poles hidden along the streets. Và ném những cái vật mà cứng, những cái như ống nước, ống sắt vân vân vào trong cảnh sát. Và dĩ nhiên là cảnh sát có phản bác, có trả đũa, nhưng mà chúng ta không có tử vong, nhưng mà cảnh sát họ có quyền để họ tự vệ họ. I just want to make sure that people who have a problem with what they saw Monday have a chance to have that addressed. And tôi muốn biết là những người mà họ thấy qua hình ảnh thì họ họ bức xúc, thì cô nói gì với họ? Những cái hình ảnh đó dù cho là cảnh sát phản kháng nhưng mà quá mạnh tay. Và tôi chỉ nói là cảnh sát có quyền tự vệ. The nation's coverage, and let's go through some of the things that happen when officers don't defend and protect themselves in St. Louis. Và những cái tình huống mà chúng ta thấy là cảnh sát không có tự vệ. Chẳng hạn như bên Las Vegas, một cảnh sát đang hiện giờ đang ở trong tình trạng nguy kịch, bị bắn vào đầu. Ở bên, và chúng ta thấy hàng trang chuyện mà bạo hành và tấn công cảnh sát. Và chúng ta phải, những người này là họ có mặt để bảo vệ cái an ninh cho những người khác. Và tại sao họ bị tấn công như vậy? Thì chúng ta phải thiếu họ một món nợ. Thì tới giờ này thì Tổng thống có sử dụng, muốn sử dụng cái sắc lệnh nổi loạn, Insurrection Act hay không? Dĩ nhiên là Tổng thống đang có toàn quyền sử dụng cái điều này, nhưng mà hiện giờ ông chưa nghĩ tới. Nhưng nếu ông muốn, ông có toàn quyền sử dụng. Đó là một trong những cái vũ khí, một cái công cụ mà cảnh sát có nếu mà ông muốn. Nếu mà đẩy quá tới lúc mà ông cảm thấy là cái thống đốc hoặc là thị trưởng của các bang không có kiểm soát được thì ông sẽ sử dụng. Are you saying that all the officers who were at that protest, fearing that largely peaceable protest, were acting appropriately? There were well-documented incidents of one case of one member of law enforcement bashing a camera of an Australian journalist. This isn't about the journalists. This is about những người bạo loạn thì nói là cảnh sát trả đũa, mà trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy là đài phóng viên của người Úc cũng bị cảnh sát đập. Cô thấy như vậy là nó đúng hay không? And U.S. Park Services, when having bricks thrown at them and frozen water bottles, had the right to act. They acted. Những cảnh sát nào mà họ bị ném đá này kia, họ có quyền phản trả đũa và họ tự vệ. Kristen. By firing various chemical agents and walking through them with batons. Well, it wasn't tear gas, I would note, and it's and the, what they used was a way to target those who were being violent. They used the minimal force that they could to ensure that that situation. Cảnh sát không có bắn hơi cay vào những người này, những người nào mà bạo động mà thì họ dùng. Dĩ nhiên là họ có phản kháng và họ dùng những cái điều gì mà nó nói rằng để khống chế, mà không phải là tối đa, mức khống chế tối đa. Haley, I have a question about the decision-making process before going to the church on Monday night. The president said on Fox Radio this morning that he never told anyone. Quyết định để mà đi trước đi tới nhà thờ St. John. Who at the White House
did know, or was this a unilateral decision by the Attorney General? The Attorney General và tổng thống nói là không ai biết cái quyết định này, thì ai ở bên tòa Bạch Ốc đưa ra cái quyết định để cho đưa tổng thống đi qua bên trước nhà thờ Saint John. It's not as if he's walked through each and every detail of how a plan goes about. Dĩ nhiên là Tổng bộ Tư pháp, Bộ trưởng Tư pháp ông Bilbo, ông không nói hết chi tiết với mọi người. Dĩ nhiên là kế hoạch ông không cần phải nói chi tiết làm gì với mọi người cho mọi người nghe. Nhưng mà tại sao cái quyết định lại đi ra, đưa Tổng thống đi ra trong lúc người ta đang biểu tình? Tôi không phải là người nằm ở trong cái kế hoạch và quyết định, tôi chỉ biết là có kế hoạch để mà nới rộng cái phạm, cái chu vi của bảo vệ tòa Bạch Ốc. Dramatically decreased, and so had the frequency of the coronavirus task force meetings. Is that accurate? And if so, why? There was a coronavirus task force briefing just yesterday. We are constantly, as an administration, cái ủy ban đặc nhiệm cập nhật về COVID vẫn đang diễn biến, vẫn đang ngày hôm qua họ vẫn cập nhật thông tin. In the streets, and the president has had several meeting after meeting with AG Barr, Secretary Esper, General Milley. Và tổng thống vẫn thường thập tất cả những người có trách nhiệm, luôn cả ở bên Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, luôn cả ông E.G. Barr. The protests were peaceful on Monday. Why did you all clear the area? And who's the city? Nếu mà hôm ngày thứ hai là họ biểu tình không bạo động, vậy thì có lý do gì mà phải giải tán nhóm người biểu tình? It didn't happen when he arrived, so he immediately instructed the officers to ensure that it was moved back a block. Dĩ nhiên là sáng thứ hai không có bạo động, nhưng mà là tối thứ hai thì chúng ta thấy là có cái sự chuyện xảy ra, và sau đó thì chúng tôi đã đưa ra cái quyết định để nới rộng cái chu vi của những người biểu tình, để bảo vệ luôn cả nhà thờ Saint John phía trước mặt của tòa Bạch Ốc. Look, again, that's a question for AG Barr, made the order. It's a question for the officers who are on the ground. Và những cái quyết định mà dùng bạo lực hay vũ lực để đẩy người biểu tình lại, đó là quyết định của tổng biện lý bộ tư pháp, ông AG Barr. Tại sao lại quyết định quan trọng đến mức nào mà tổng thống phải cần đi như vậy? Tôi thấy rất là quan trọng, nó phải gửi tới một cái thông điệp là không phải để cho cái nhóm biểu tình, cái nhóm bạo động, nhóm hôi của khẳng định và gửi cái thông điệp tổng thống không có run sợ trong cái lúc này, là muốn gửi tới một cái thông điệp cho những người đã thấy. Symbols that were important for a nation to see at any given time to show a message of resilience and determination. Và một trong những cái sự quyết tâm tổng thống cần gửi tới một cái sự cương quyết, quyết tâm mạnh mẽ trong cái lúc này để cho người dân thấy, bằng cách là ông đi, ông rời khỏi tòa Bạch Ốc và ông đi từ nhà tòa Bạch Ốc qua bên cái nhà thờ Saint John, cái chỗ nơi mà đã bị phá cái đêm thứ hai trước đó, tối thứ hai. It was powerful and important to send a message. Đối với người tổng thống, đối với ông Trump, ông muốn gửi một cái thông điệu là những người nào đốt nhà thờ, đập phá hôi của, không có làm cho ông sợ, không có là làm cho ông run sợ. Quan trọng, và chúng ta thấy là ông muốn cho thấy là lãnh đạo, là ông ủng hộ người biểu tình, nhưng ông không để cho những người mà bạo động, hôi của đập phá, làm quyển chuyển, lây chuyển ông được. I'm not aware of an exact date. I will ask Dr. Connolly for you on that, but I know it was fairly recently. Yes. I will go to Brett. The White House has spent a lot of time talking about how the protests have taken place and how people are protesting or shouldn't be protesting. But what is the White House doing to address the underlying causes that have led to this? Mình chỉ nói vấn đề biểu tình, mình chỉ nói vấn đề hôi của đập phá. Còn cái vấn đề, cái nguồn cơn của vấn đề biểu tình thì chính phủ đã có nói để giải quyết cái gì chưa? Dĩ nhiên là hiện giờ chúng tôi đang điều tra về cái vấn đề bất công, bất bình của cái chết của George Floyd. Và tổng thống cũng ghi nhận là đây là một cái sự bất công.
rạn nứt. Saturday. So this president has done everything in his power to send a powerful message that these injustices will not be tolerated. Và ông cũng gửi cái thông điệp là tất cả những sự bất công đối với lại công dân Hoa Kỳ đều không được chấp nhận, không có chỗ đứng ở trong vị trí của xã hội Hoa Kỳ. Look, the president has looked at some various not legislative necessarily, but tools that we could use to ensure. Dĩ nhiên là hiện giờ là chưa có lên cái kế hoạch mà nói là cho ra sắc lệnh hay là đưa ra những cái lệnh cái dự luật để mà ngăn cản hoặc là cải tổ cái vấn đề kỳ thị, mà hiện giờ là ông chỉ đang dùng những cái thứ những cái gì vũ khí mà nhanh gọn lẹ để mà răn đe cái vấn đề kỳ thị, chứ chưa có những cái chính sách rõ ràng để cải tổ cơ chế kỳ thị như những người biểu tình đang đòi hỏi. He didn't read the FISA applications, and he didn't even prepare the scope memo that started the Mueller probe. Given that Rosenstein appears to be deeply involved in Crossfire for a Clinton, and that he actually picked FBI Director Christopher Wray, isn't it time that the Trump administration appoints someone else other than Wray for FBI Director? Người thay thế ở bên người mà điều hành ở bên FBI là hiện giờ những người cho rằng là ông không có xứng đáng với lại cái chức vụ đó. Có phải có tới lúc mà bên chính quyền Trump thay đổi và chỉ định một người khác mới xứng đáng hay không? You have Rosenstein, who, again, it's quite befuddling, said he wouldn't have signed off on the Carter Page FISA warrant that has his name on it. His name's on, signed on a FISA warrant to spy on the Trump campaign, that he wouldn't have signed off on that. Chẳng hạn như ông Rosenstein đã ký cái giấy để cho chính quyền của Obama để mà điều tra hay là spy lúc đó là ở bên cái phía là ứng cử viên của Trump, là có những điều mà chúng ta thấy là trước đây họ đã vi phạm và không đúng, họ làm không đúng. It's encouraging to hear with his 2020 hindsight that he wouldn't have signed off on it, though I'm sure that's of no comfort to Carter Page. Well, the president has expressed his disappointment in Wray in the past, so where does he stand now? Does he have confidence in Wray today? At this moment, the president Tổng thống vẫn còn giữ cái quan điểm khi mà ông biết được cái người ông mới chỉ định là người điều hành FBI là vẫn có cái quan điểm mà nhiều người cho rằng là không thích hợp. Thì Tổng thống có thay đổi suy nghĩ chưa? Chưa, nếu mà khi mà có là sẽ thông báo. He might relieve de Blasio, Mayor de Blasio, of his duties. Has there been any talk with Governor Cuomo about sending in the National Guard troops to New York, or is there any plan right now to send National Guard troops? Chúng ta thấy cái sự mà bất đồng quan điểm giữa thống đốc Cuomo và thị trưởng de Blasio. Ông nói là nếu mà thị trưởng de Blasio không làm tròn bổn phận thì ông có thể thay thế người khác vô trong cái vai trò thị trưởng. Tổng thống có nói chuyện với lại ông thống đốc Cuomo chưa về vấn đề đưa vệ binh National Guard vào hỗ trợ hay không? DC was in vấn đề vệ binh thì chúng ta biết đó, nó không nằm ở trong quyền của liên bang mà nó nằm trong chính quyền của tiểu bang. Ông thống đốc Cuomo cũng đã nói là ông sẽ sẵn sàng đưa vào vệ binh. Chúng ta thấy là tin tức ngày hôm qua là một trong những cái điều là ông Cuomo, ông nói rằng ông không đồng ý với lại cái hình thức mà ông thị trưởng Bill de Blasio đã không sử dụng hết, tận dụng hết cảnh sát thành phố, cảnh sát bang và luôn cả vệ binh để bảo vệ tất cả những cửa tiệm, bảo vệ tài sản của những người dân bị đập phá qua hình ảnh ở New York. Chúng ta thấy thì đó là cái điều mà chúng ta nghe thống đốc của New York Cuomo cũng đã lên tiếng. Ông nói rằng đây là những cái điều ông bất bình, ông không đồng ý với lại thị trưởng của New York, của thành phố New York là ông Bill de Blasio. Và câu hỏi vừa đặt ra như thế thì cô Kaylee đang trả lời nói là chúng ta đang thấy những cửa tiệm như Macy vân vân. Ở New York là chúng ta biết là có những cửa tiệm hàng hiệu và những cái bọn côn đồ hôi của là họ có mục tiêu, những cái bọn mà tham lam không phải là biểu tình, mà mục tiêu của họ là nhắm vào những cái cửa tiệm hàng hiệu để họ đập phá, họ lấy đồ. Thì chúng ta cũng biết đây là những cái nhóm họ đã có mục tiêu, chủ ý trộm cướp, phạm tội, những tên mà nó tham lam và nó có ác ý. Và trong đó là chúng ta thấy là đa số là người da đen và nó cũng có người da màu khác trong đó, cho nên thành ra là chúng ta cần phân biệt tách rõ cái nhóm tội phạm và những người biểu tình ôn hòa. Tổng thống có ghi nhận đây là một cơ chế kỳ thị hay là tổng thống chỉ nói là chỉ cái kỳ thị bởi từ người cảnh sát thôi? Tổng thống là ghi nhận là đây là có cái sự bất
bất công. Sandra Bland and the use of force against her in the video that we all saw, terrible. He did not hesitate when he saw the video of George Floyd. He was really upset by that. Và một cái điều là chúng ta thấy là cái tình trạng xảy ra với người Mỹ da đen bị bất công càng ngày càng nhiều. Chúng ta thấy điều đó. Những cái video nào mà tổng thống lấy là tổng thống đều chỉ ra cho thấy đây là cái sự bất công và tổng thống cũng đã lên án. Chúng ta cũng thấy những hình ảnh cảnh sát có những người mà họ đứng chung hàng ngũ với những người biểu tình và họ đồng tình với những người biểu tình đòi công lý, đòi sự bất công. Và tổng thống khi mà ông không ngần ngại, khi mà ông thấy một cái điều gì bất công, ông đều lên tiếng ngay. Nhưng mà ông có tin là đây là cơ chế kỳ thị? Ông tổng thống ông chỉ nói là ông nói là kỳ thị là từng trường hợp. Và cái sự rạn nứt giữa trắng và đen. Guess who fixed that? It was President Trump with the First Step Act, who engaged in sentencing reform, and who really rectified some of the disparities we saw there. So, và chính tổng thống Obama cái thời ông cũng không có giải quyết những điều mà tổng thống Trump giải quyết giữa cái sự rạn nứt giữa người da trắng và da đen. Case by case basis, or in the form of the First Step Act, where he noted the disparity in sentencing reforms. Và ông nói là tổng thống ghi nhận là cái sự trên lệch, cái sự không công bằng khi mà cũng là hai phạm tội mà người da trắng thì được kết án nhẹ hơn là người da đen, và tổng thống Trump cũng đã thay đổi cái sự này, cái sự khác biệt giữa hai phạm tội trắng và đen, nhưng trước mắt công lý là họ không có được sự công bằng khi mà cùng một tội nhưng mà người da đen bị phạt nặng hơn người da trắng. Ở thời của Tổng thống Obama, ông đã không làm cái điều này, và Tổng thống Trump, ông đã làm cái điều này. Có nghĩa là ông đã ghi nhận được là ở trong cặp mắt của công lý và pháp luật Hoa Kỳ, xử phạt hai người phạm tội giống nhau, nhưng mà người da đen luôn gánh nặng tội hơn là người da trắng. Đó họ gọi là racial disparity and sentencing. No, there were three announcements. So if the protesters had remained peaceful and had moved the perimeter, Có ba cuộc thông báo cho những người biểu tình biết là sẽ tổng thống sẽ xuất hiện để cho họ giải tán. Officers will protect themselves. Chanel. Và khi mà tổng thống xuất hiện, và trước đó thì không thấy cái sự di chuyển của người mà biểu tình, cho nên thành ra chúng ta phải nới rộng cái chu vi, và lúc đó là người biểu tình đã phản kháng bằng cách họ ném vật vào trong cảnh sát, và cảnh sát họ có quyền để tự vệ. Và vấn đề những cái gì mà giữa ông Bộ trưởng Quốc phòng ngày hôm nay nói và Tổng thống, tôi không muốn đi vào cái chi tiết đó, để đó là chuyện nội bộ của họ. Cô có thể nói thêm về cái vấn đề cái thời mà là ứng cử viên Trump đã bị ở bên chính quyền của Mỹ, thời đó dưới thời Obama, đã cho người lắng nghe những cái gì, những thông tin ở bên bộ, ở bên campaign, có nghĩa là bên ủy ban vận động biểu tình, vận động ứng cử cho Tổng thống Trump. And the lack of journalistic curiosity on this front is appalling when you have multiple instances. Ở đây là vấn đề họ đang nói về cái chữ mà quý vị đang nghe nói là Obamagate, là chính quyền của Obama thời đó đã cho that's extraordinary. Adam Schiff, I've got direct evidence when in fact we know đã cho người đã ký phê duyệt để mà lắng nghe những cái thông tin giữa ở bên cái những người mà nhân viên ở trong cái cuộc vận động ứng cử cho Tổng thống Trump, họ nghi rằng là có cái sự thông đồng với bên Nga, cho nên thành ra lúc đó họ đã ký duyệt những cái dự luật cho những cái lệnh để nghe lén những cái thông tin. Và trong đó thì có phó ứng cử viên ông Joe Biden cũng đã là người hiểu cái điều này và cũng đã duyệt cái điều này. Point was allow governors to do their job. Allow mayors like Bill de Blasio to do their job. Tổng thống dĩ nhiên là có cái sức nhẫn nại của ông, và ông cũng đã đi qua từng, ông đã chờ cái sự nhẫn nại, ông để cho những chính phủ địa phương đã làm việc, chẳng hạn như thị trưởng của thành phố Bill de Blasio phải bảo vệ dân của họ, tài sản, và sau đó thì tới thống đốc của New York là ông Cuomo. Và nếu mà khi ông thấy là thị trưởng, thống đốc không làm được cái công việc của họ thì bắt đầu thì ông mới lên tiếng.
If necessary, the military is và nếu cần thiết, quân sự sẽ vào cuộc và Tổng thống đã ra tay. Và ông nắm bắt đó là cái công việc của ông với vai trò của một người lãnh đạo. That seemed to be working here in New York, in DC. We'll see if it continues to work. Hiện giờ là chúng ta thấy là vệ binh đã vào tay để hỗ trợ cho cảnh sát, thì chúng ta thấy hầu như là đã dập tắt được cái nạn hôi của đập phá. Cho nên có thể là sẽ không cần dùng tới quân sự. Tôi muốn nói những cái điều này vì tôi thấy báo chí truyền thông hầu như không nói về những đề tài này. Và tôi muốn quay trở về để nói về những đề tài này. Muốn nói về vị cảnh sát 77 tuổi David Dorn ở bên St. Louis về hưu mà vẫn còn trở thành nạn nhân của những cái nhóm bạo động biểu tình đã bắn chết ông. Đây là một người vị anh hùng. This year, and my heart breaks for them. Ở trong năm nay thôi là cảnh sát hy sinh lúc mà làm công việc, thực hiện công việc là 45 người. Và đó là những điều mà chúng ta nên ghi nhận. Chúng ta nhìn thấy đây những người da đen không, cảnh sát da đen không. Một người nữa cũng đã hy sinh, còn để lại cho đứa con 3 tuổi. Và gia đình con tim của chúng tôi đang tan nát. Victoria Enriquez of the Honolulu Police Department on January 19th, 2020. Officer Enriquez was shot and killed as well, leaving 3 daughters, 1 grandson, and she was a U.S. Air Force reserve. Người cảnh sát này ở Honolulu thì không thấy hình. Tên là Enrique. Và cảm ơn tất cả những nhân viên cảnh sát đã bảo vệ tài sản, bảo vệ an ninh cho người dân. And recognize the huge contribution that they have made to our society. Và xin cảm ơn và ghi nhận những cái công việc của cảnh sát đã đóng góp cho xã hội. Xin cảm ơn.